Đông trùng hạ thảo luôn được biết đến như là một loại thuốc bổ, một vị thảo dược quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Hiện nay với mức sống ngày càng cao thì việc sử dụng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe nói chung cũng như là đông trùng hạ thảo nói riêng dần trở thành một nhu cầu của nhiều người. Nhưng cần sử dụng sản phẩm này như thế nào cho đúng cũng như sự đa dạng của sản phẩm này trên thị trường hiện nay thì như thế nào? Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị nhiều hơn những thông tin thông qua cuộc trao đổi với các vị khách mời. Nhưng trước tiên Nguyên Thảo xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn sau đây. Đông trùng hạ thảo là một loại nấm sống ký sinh ở côn trùng trên các vùng núi cao từ 3.000 đến 4.000 mét so với mực nước biển ở Himalaya, Tây Tạng, Vân Nam, Cam Túc, vân vân. Vào mùa đông, bào tử nấm Cordyceps nhiễm lên côn trùng. Do khí hậu trên mặt đất lạnh nên côn trùng chui xuống dưới mặt đất. Côn trùng nhiễm nấm sẽ bị chết. Nấm Cordyceps sinh trưởng và phát triển bằng cách hấp thụ chất dinh dưỡng từ chính cơ thể của côn trùng. Tới mùa hạ, khi nhiệt độ ấm lên, nấm sẽ mọc vươn lên khỏi mặt đất, vì vậy có tên gọi là đông trùng hạ thảo. Từ lâu, đông trùng hạ thảo đã được biết đến như một loại dược liệu quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như giải độc gan, bồi bổ cơ thể, bổ thận, tăng cường sức đề kháng, làm chậm quá trình lão hóa, giúp ổn định nhịp tim, làm hạ huyết áp. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, con người ngày một quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Việc sử dụng những sản phẩm tốt cho sức khỏe nói chung và đông trùng hạ thảo nói riêng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, do nhu cầu ngày càng cao, trong khi lượng đông trùng hạ thảo trong tự nhiên không còn đáp ứng được nhu cầu này. Chính vì vậy, trong thời gian qua, việc nuôi cấy đông trùng hạ thảo trong môi trường nhân tạo đã và đang được nhiều đơn vị nghiên cứu triển khai để đưa ra thị trường những sản phẩm đông trùng hạ thảo nuôi cấy có chất lượng tương đương với đông trùng hạ thảo trong tự nhiên nhưng giá cả phải chăng nhất để sản phẩm này ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng. Và tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu ông Đỗ Văn Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông trùng Hạ thảo Hima, cùng với tiến sĩ Trần Văn Chí là chuyên gia về cà phê. Chào hai anh, rất cảm ơn hai anh đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, khi mà chúng ta nói về sản phẩm đông trùng hạ thảo thì nhiều người vẫn nghĩ rằng đây là một cái mặt hàng xa xỉ và chỉ dành cho những người có thu nhập tương đối cao. Thì theo anh điều này liệu có đúng không và làm như thế nào để cái sản phẩm này đến gần hơn với người tiêu dùng ạ? Cái suy nghĩ đó là nó thuộc về thế hệ trước rồi. Ngày xưa thì đông trùng hạ thảo nó dành cho những người vua chúa quan lại, bởi vì nó rất là khan hiếm, công nghệ sinh học thời đó chưa phát triển được, thì chỉ có những người giàu mới có. Vì tự nhiên nó có vào một mùa và với một thời điểm và nhiệt độ rất là khắc nghiệt thì cái sản lượng rất là ít, khoảng chừng 10 kg trên một năm. Tới thời điểm hiện tại bây giờ thì công nghệ sinh học đã phát triển nhiều, nên cái việc mà nuôi cấy nhân tạo giống tự nhiên thì nó không còn khó nữa, nên là tất cả những người dân Việt Nam hay thế giới đều có thể xài được đông trùng hạ thảo. Bởi vì đông trùng hạ thảo nó có một cái những cái dưỡng chất mà những vật liệu khác không có được. Nó mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng một cách rất là tự nhiên. Nó tăng cái sức đề kháng cho những em bé, cho những người già. Đồng thời là nó ngăn ngừa một số bệnh như là ngăn ngừa ung thư. Thì chỉ có đông trùng hạ thảo mới có thôi. Và tăng cường tiết tố nam và nữ một cách rất là tự nhiên, thì điều đó nó sinh cho người ta phải đẹp ra. Hiện nay thì cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngoài việc sử dụng nguyên chất thì để cho người tiêu dùng có nhiều hơn những cái sự lựa chọn, thì cái sản phẩm đông trùng hạ thảo còn được kết hợp với những cái loại nguyên liệu nào khác hay là làm ra những cái sản phẩm nào khác hay không ạ? Riêng về đông trùng hạ thảo thì Hàn Quốc, Nhật là dẫn đầu về cái cách mà lai tạo và nuôi giống. Việt Nam thì mới giai đoạn gần đây thôi. Nhưng mà để hiểu về nó, để kết hợp đông trùng hạ thảo với những sản phẩm khác, giống như bên Hàn thì nó có là sâm với đông trùng hạ thảo, thì cách nuôi cấy nó phải khác. Thì cái dưỡng chất nó mới ra và mới kết hợp được. Riêng công ty đông trùng hạ thảo Hima thì đang làm ra một số sản phẩm giữa đông trùng hạ thảo với yến, đông trùng hạ thảo với cà phê, đông trùng hạ thảo với trà. Thì mỗi một dòng sản phẩm đó, một cách nuôi cấy sẽ khác nhau. Thì nó mới đem là cái dưỡng chất kết hợp với dòng nguyên liệu đó được. Anh vừa có một cái chia sẻ khá là thú vị, đó là sản phẩm đông trùng hạ thảo cà phê. Vậy từ đâu mà chúng ta có một cái sự kết hợp này, và hiện nay thì đã có những cái nghiên cứu nào chứng minh là sự khi mà chúng ta kết hợp hai cái loại nguyên liệu này với nhau thì sẽ đem lại cái lợi ích tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng hay không ạ? Thưa anh Chí ạ. Như anh Huệ anh vừa chia sẻ đó, thì đông trùng hạ thảo được coi là một cái thảo dược quý. Về mặt y học thì cà phê nó có rất là nhiều cái đặc tính, những cái chất như acid chlorogenic là cái chất chống ung thư,
và đặc biệt là cái caffeine ở trong cà phê, thì xuất phát từ cái việc mà làm thế nào để mà kết hợp hai cái sản phẩm là đông trùng hạ thảo và cà phê, thì cái bên cái đơn vị nghiên cứu là chúng tôi đưa ra một số cái giải pháp, trong đó là sử dụng cái caffeine trong cà phê làm một cái chất gọi là lưu dẫn một số cái thành phần tốt cho sức khỏe của đông trùng hạ thảo. Có thể nói một cách nó chi tiết hơn là khi chúng ta uống cà phê thì cái caffeine nó ngoài cái việc giúp cho cái não của chúng ta nó tỉnh táo, thì cái caffeine nó giúp cho cái nhịp tim nó tăng lên, thì điều đó cũng có nghĩa là cái tần suất mà trao đổi chất ở bên trong cái máu á nó sẽ tăng lên. Nó giúp cho cái việc hấp thu các cái dưỡng chất bên trong của đông trùng hạ thảo nó một cách nó nhanh hơn. Dạ. Vậy nhân đây thì anh có thể chia sẻ cho Nguyên Thảo cũng như là quý vị khán giả đang xem đài được biết rằng cái sản phẩm đông trùng hạ thảo nói chung cũng như là đông trùng hạ thảo cà phê nói riêng thì đang được sản xuất theo quy trình như thế nào, cụ thể là tại công ty của mình? Đặc biệt là đối với những sản phẩm cà phê thông thường thì ở đâu đó có rất nhiều cái phương pháp chế biến và sản xuất. Tuy nhiên đối với đông trùng hạ thảo thì xuất phát từ cái yêu cầu rằng là đông trùng hạ thảo là một cái thảo dược quý. Do vậy cái việc mà nghiên cứu kết hợp một cách hài hòa nhất để đảm bảo các đặc tính của cà phê cũng như là đông trùng hạ thảo thì chúng tôi có một cái quy trình riêng biệt. Tức là có những cái đặt hàng các cái công thức sản phẩm từ nước ngoài chỉ dành riêng cho sản phẩm đông trùng hạ thảo mà thôi. Một số nguyên liệu đặc biệt là nhập từ châu Âu và được sản xuất với cái công nghệ cao để nó đảm bảo cái sự kết hợp hài hòa đó, mà tôi cũng chia sẻ rằng là hiện nay ở Việt Nam là duy nhất. Dạ. Vậy giữa cái sản phẩm đông trùng hạ thảo tự nhiên và đông trùng hạ thảo mình sản xuất theo một cái quy trình của công ty mình thì nó có sự khác biệt hay chênh lệch gì với nhau về cái công dụng của nó hay không thưa anh Huệ? Trước tiên thì mình phải phân tích đông trùng hạ thảo là gì. Dạ. Đông trùng hạ thảo tự nhiên thì cái dưỡng chất sẽ gần như là giống nhau, bởi vì thời gian nhiệt độ ánh sáng giống nhau. Nhưng riêng cái đó là cái một trong cái nhược điểm, không thể nào kết hợp với những dòng sản phẩm khác để nó ra nhiều ít cái yield được. Tại vì nếu mà đông trùng hạ thảo mà kết hợp để cho tăng cường sinh lý nam thì phải môi trường nuôi cấy nó phải khác, nhiệt độ ánh sáng nó phải khác thì nó mới tăng cường cái lượng kẽm trong đông trùng hạ thảo nhiều được. Hoặc là cho những em bé, hoặc cho những người già, hoặc cho người bệnh thì công thức nuôi đông trùng hạ thảo sẽ khác nhau, điều đó tự nhiên không làm được. Thì mình làm được cái đông trùng hạ thảo như thế thì mình mới ra được cái dòng sản phẩm là đông trùng hạ thảo cà phê hay là đông trùng hạ thảo yến. Và cái đó nó nằm trong môi trường đó thì mỗi lần nuôi cấy sẽ hoàn toàn khác nhau, thì cái dưỡng chất tới từng người, tới từng đối tượng khách hàng nó mới đúng được. Cái sản lượng mình mỗi chu kỳ thu hoạch mình khoảng 1,5 tấn, thì hiện tại mình mới ra có 3 SKU mới thôi. Bởi vì với cái nhu cầu sản lượng thị trường thì cái đó vẫn chưa đủ. Và cái này là kết hợp giữa là công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm. Nên là cái quá trình sản xuất nó sẽ hoàn toàn khác so với những công ty hay những ngành hàng giải khát Việt Nam đang làm. Thực phẩm Việt Nam đang có là nó hoàn toàn khác nhau. Tại vì đây là giữa sự kết hợp giữa là cái sản phẩm của công nghệ sinh học với công nghệ thực phẩm. Thì nếu mà công nghệ thực phẩm kết hợp với công nghệ sinh học thì cái nuôi cấy giống như mình cái cấy cho cà phê thì nghiêng về đàn ông nhiều hơn. Thì cái công thức nuôi cấy và cái chủng giống nó cũng hơi khác một tí. Thì mình mới đem lại một cái lại để cho người tiêu dùng xài tốt hơn. So với những cái sản phẩm cà phê thông thường thì cái sản phẩm cà phê đông trùng hạ thảo thì nó cái mức giá chênh lệch nó có cao không, và liệu người tiêu dùng có dễ dàng tiếp cận với cái sản phẩm này hay không ạ? Riêng công ty đông trùng hạ thảo Hima làm được cái sản phẩm này là tất cả là đều một cái duyên, từ nuôi cấy cho tới ra sản phẩm được cà phê yến, tại vì kết hợp với rất là nhiều người đầu ngành của Việt Nam để làm nên câu chuyện này. Nên là khi quyết định làm ra những sản phẩm này thì cái giá bình thường để cho người dân ai cũng có thể xài được. Lý do để tạo ra sản phẩm đông trùng hạ thảo cà phê nó có một lý do lớn hơn cái về lợi nhuận. Có nghĩa là cái cà phê của Việt Nam đứng hàng thứ nhì trên thế giới, nhưng mà cái anh thứ nhất á thì là anh không có đông trùng hạ thảo. Thì nên là quyết định là anh em mới là ngồi với nhau để nghiên cứu để quyết định để ra sản phẩm này có thể cạnh tranh được. Yeah. Một cách bền vững. Dạ. Yeah. Cái sản phẩm cà phê là rất nhiều người sử dụng, đặc biệt là với giới doanh nhân, những người mà phải thường xuyên làm việc với cái áp lực căng thẳng. Vậy là một chuyên gia thì ông có những cái lời khuyên hay những cái khuyến cáo nào đối với họ khi mà sử dụng những cái sản phẩm cà phê nói chung cũng như là đông trùng hạ thảo cà phê nói riêng ạ?
Thông thường thì mình biết với cái áp lực hiện nay của các cái doanh nhân, bản thân tôi cũng là một doanh nhân, thì nó bị tác động bởi rất là nhiều cái yếu tố bên ngoài, kể cả cái môi trường của mình. Thì cái việc mà chúng ta mỗi một ngày cà phê, ngoài cái việc uống cà phê để cho nó giúp tỉnh táo, thì cái việc kết hợp đông trùng hạ thảo đó là một cái sự kết hợp để giúp cho những cái doanh nhân là uống cà phê thì nó ngon, nó tỉnh táo, nhưng nó lại bồi bổ sức khỏe nữa, để cho các cái vị này họ vượt qua những cái áp lực, vượt qua những cái thách thức mà họ đang phải đối mặt. Thì thông thường một ngày đó các bạn nên uống khoảng chừng 1 đến 2 ly cà phê đông trùng hạ thảo, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là buổi sáng là tỉnh táo, cũng như là nó có một, bổ sung một số cái dưỡng chất để giúp cho mình có cái đủ cái năng lượng, cái sức khỏe. Là một cái sản phẩm có một cái giá trị tương đối là cao, thì Nguyên Thảo có tìm hiểu trên mạng thì hiện tại có rất có nhiều mức giá khác nhau, thì làm như thế nào thì người tiêu dùng có thể phân biệt đâu là một cái sản phẩm chất lượng để họ có thể mua và dùng và tốt cho sức khỏe, chứ không bị tình trạng hàng giả hàng nhái trên đây ạ? Riêng sản phẩm đông trùng hạ thảo là nó là một loại dược liệu. Khi tất cả các doanh nghiệp mà làm một loại dược liệu thì người ta đặt cái tâm nó nhiều hơn là lợi nhuận. Cái thứ nhất, cái thứ hai là sản phẩm đông trùng hạ thảo thì mình uống nó sau 7 ngày. Tác dụng đầu tiên là an thần dễ ngủ. Cái đó là đầu tiên. Còn những loại mà thực sự hàng giả với hàng nhái thì không, người ta làm không đúng chất lượng thôi. Tại vì đông trùng hạ thảo nó lớn nhờ môi trường, nhờ độ ẩm, nhờ nhiệt độ. Nếu không hiểu để nuôi ra cái hình thì nó không phải là đông trùng hạ thảo nữa. Nó chỉ là một loại bình thường thôi. Và cũng hy vọng rằng là cộng đồng sẽ đón nhận với cái thái độ có trách nhiệm. Thì nó cũng là một phần giúp cho cái việc là ngăn ngừa những cái sản phẩm nhái giả. Vậy trong thời gian sắp tới thì không biết rằng công ty mình đã có những cái kế hoạch hay những cái chiến lược nào khác để tung ra những cái dòng sản phẩm mới hơn để phục vụ người tiêu dùng, cũng như là đưa cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng không ạ? Tại vì công ty đông trùng hạ thảo Thiên Ma nghiên cứu cái sản phẩm này là đã 7 năm rồi. Nên tất cả những dòng sản phẩm mình đã nghiên cứu trước. Và tất cả kế hoạch nó đã có trước. Thời gian nào tung sản phẩm nào, vào thời điểm nào là công ty sẽ đưa ra sau đó. Riêng công ty đông trùng hạ thảo Thiên Ma thì nó đặt nặng về nghiên cứu về chất lượng nhiều hơn là marketing. Tại vì marketing đi sâu vào lòng người là chất lượng sản phẩm. Và cái đó nó mới giữ cho công ty bền vững hơn nhiều so với cái mà mình làm mà nó không đúng về chất lượng, thì sức khỏe người tiêu dùng người ta nó sẽ không tốt. Một lần nữa thì Nguyên Thảo xin cảm ơn anh Huệ và anh Chí đã nhận lời tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay, để quý vị khán giả có thêm nhiều cái kiến thức về cái sản phẩm đông trùng hạ thảo nói chung, cũng như là đông trùng hạ thảo cà phê nói riêng. Xin cảm ơn hai.